Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Calvert-Lewin chính là số 9 mà Solskjaer đang tìm kiếm. 3 bài toán hóc búa đang chờ Solskjaer trước trận gặp Leeds. MU giao cho Ole Gunnar Solskjaer giải quyết hợp đồng Paul Pogba và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Calvert-Lewin chính là số 9 mà Ole Gunnar Solskjaer đang tìm kiếm. Trong bối cảnh mà tương lai của Cavani ở Man United vẫn là dấu hỏi lớn, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cần phải chuẩn bị những phương án nhân sự hợp lý nhằm thay thế tiền đạo kỳ cựu này trong tương lai. Những ngày vừa qua, truyền thông Anh Quốc đăng tải thông tin quy đỏ nhắm đến Dominic Calvert-Lewin, tiền đạo trẻ đang khoác áo Everton. Mùa giải 2020-21 chứng kiến sự bùng nổ của Calvert-Lewin trong màu áo của Everton dưới thời huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Sau 32 trận trên mọi đấu trường mùa này, chân sút sinh năm 1997 đóng góp 19 bàn thắng cho đội chủ sân Goodison Park, một con số đặc biệt ấn tượng. Chắc chắn, từ đây đến cuối mùa giải, cầu thủ người Anh này sẽ còn bùng nổ và là nhân sự đáng tin cậy của Ancelotti trên hàng công nửa xanh vùng Merseyside. Chuyên trang Transfermarkt định giá Calvert-Lewin vào khoảng 45 triệu euro. Đây là con số phù hợp với một cầu thủ người Anh đang có phong độ cao. Nếu ban lãnh đạo Man United thuyết phục thành công Everton nhà người, rõ ràng đây sẽ là một thương vụ giàu tiềm năng và đáng mong đợi dành cho hàng công quỷ đỏ. Alex Telles chuẩn bị rời Old Trafford. Alex Telles gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Sự có mặt của hậu vệ người Brazil góp phần giúp Luxor hồi sinh mạnh mẽ sau chấn thương như ngày hôm nay. Và dĩ nhiên, vị trí hậu vệ cánh trái vẫn thuộc về Luxor, làm Telles dần trở thành người thừa tại Old Trafford. Alex Telles luôn góp mặt trên băng ghế dự bị, trong khi Luxor là mắt xích không thể thiếu nơi tuyến phòng ngự của Manchester United. Rõ ràng, ngôi sao 28 tuổi sẽ không cảm thấy hài lòng khi mùa World Cup 2022 sắp sửa bắt đầu. Và theo nguồn tin của tờ Calcio Mercato, Alex Telles đã quyết định rời nhà hát của những giấc mơ ngay mùa hè này. Tờ báo cũng tiết lộ bến đỗ lý tưởng của anh không nơi nào khác chính là Juventus khi huấn luyện viên Andrea Pirlo đang tìm nhân sự thay thế cho Alexandro. Cũng từ nguồn tin trên, các chuyên gia cho rằng Juventus có thể trao đổi Adrien Rabiot để lấy Alex Telles. Và như đồn đại, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng rất kết hợp bộ đôi Rabiot và Scott McTominay ở tuyến giữa. Nhưng sự ưu tiên của MU vẫn là bán đứt Telles cho đội bóng khác. Edinson Cavani một mực muốn ra đi. Tiền đạo người Uruguay đã quyết định rời Manchester United vào kỳ chuyển nhượng mùa hè theo Sportskeeda. Dù nhận được đề nghị gia hạn từ đội chủ sân Old Trafford cũng như một số đội bóng hàng đầu châu Âu, Cavani chỉ muốn quay về Nam Mỹ để được thi đấu gần gia đình. Ba bài toán hóc búa đang chờ Solskjaer trước trận gặp Leeds United. Ole Gunnar Solskjaer sẽ có rất nhiều việc phải làm trước khi bước vào trận đấu với Leeds United tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Đầu tiên, trao cơ hội cho Daniel James. Daniel James, một cầu thủ luôn thi đấu nhiệt huyết, tốc độ và cần cù trong thành phần của Manchester United, liệu anh có được trao cơ hội trong lần tái đấu với Leeds United tới đây? Còn nhớ, ở trận đấu lượt đi, tiền vệ người xứ Wales đã khiến cho Gianni Alioski phải vất vả chống đỡ với những pha leo biên thần tốc. Và chính số 21 cũng đóng góp một bàn thắng vào chiến tích thắng 6-2 của Quỷ Đỏ trước Leeds United. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có thể dựa vào nét duyên của James với Leeds và trao cơ hội đá chính cho anh. Cũng xin đừng quên rằng Leeds vẫn luôn khao khát có được sự phục vụ của James từ bấy lâu nay. Thứ hai, mạo hiểm với Marcus Rashford. Marcus Rashford là một trong những mũi giáp công lợi hại và quan trọng với Manchester United. Anh đang có phong độ khá tốt và cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu. Trong bối cảnh Anthony Martial phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải, Rashford trở thành niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mật độ thi đấu rất dày và Rashford vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương. Câu hỏi đặt ra là liệu Solskjaer có mạo hiểm sử dụng số 10 ở trận đấu tới đây hay sẽ tạo ra cơ hội cho những cầu thủ ít thi đấu hơn. Và thứ ba, lựa chọn Edinson Cavani hay Greenwood. Edinson Cavani và Greenwood đều đang có phong độ rất cao. Tiền đạo người Uruguay ghi 2 bàn trong 2 trận gần nhất của Man United tại Ngoại hạng Anh gặp Tottenham Hotspur và Burnley. Trong khi đó, Greenwood nhìn hơn, nhả đạn đều đặn trong 3 trận gần nhất gặp Brighton, Tottenham và Burnley. Và đó cũng tạo cho Solskjaer một cơn đau đầu dễ chịu cho vị trí trung phong của đội nhà. Cả hai đều xứng đáng và tất cả còn tùy thuộc vào ý đồ chiến thuật của vị thuyền trưởng người Na Uy. Cavani đặc biệt mạnh ở những tình huống di chuyển không bóng và băng cắt ghi bàn, còn Greenwood được đánh giá cao ở khả năng xoay sở và dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Trước một trận đấu trên sân khách với Leeds United, huấn luyện viên Solskjaer sẽ phải giải quyết những bài toán nhân sự để tìm ra phương án tối ưu nhất. Trên lý thuyết, Quỷ Đỏ vẫn còn nguyên cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh mùa này và điều họ cần làm chính là thu thập những số điểm tối đa trước khi chờ vào việc Manchester City xảy chân.
lý do mà MU nhất thiết phải giữ chân Paul Pogba. Theo người cũ Lee Sharpe, Paul Pogba có đẳng cấp cao hơn hầu hết các cầu thủ tại Premier League và Man United nên gia hạn hợp đồng. Paul Pogba đang trong năm cuối cùng của hợp đồng với MU. Có tin, Quỷ Đỏ để ngỏ khả năng bán tiền vệ này trước khi anh trở thành cầu thủ tự do vào năm 2022. Tuy nhiên, Lee Sharpe cho rằng Pogba vẫn còn nhiều điều để cống hiến và câu lạc bộ chủ quản nên giữ anh lại lâu dài. Người từng khoác áo MU giai đoạn năm 1988 tới năm 1996 nói với The Mirror: "Nếu trái tim của Paul Pogba là ở Manchester United, tôi sẽ cố gắng hết sức để có được hợp đồng mới cho cậu ấy trước khi mùa hè kết thúc. Tôi nghĩ nếu Pogba không muốn ký hợp đồng và tâm trí cậu ấy dành cho nơi khác, tôi sẽ bán cậu ấy ngay vào đầu mùa hè. Khi đó, Manchester United sẽ có thời gian tìm người thay thế. Nhưng theo quan điểm cá nhân, tôi sẽ cố gắng giữ Pogba ở lại câu lạc bộ." Sharpe nói thêm: "Tôi thực sự là một người ngưỡng mộ Paul Pogba. Tôi yêu cậu ấy, thích xem cậu ấy chơi bóng. Tôi nghĩ đó là người có đẳng cấp ở trên hầu hết các cầu thủ ở Premier League khi thi đấu. Nếu Manchester United có thể giúp Pogba sung sức, thoải mái mỗi lần ra sân, cậu ấy sẽ góp phần mang về các chiến thắng. Tôi biết đôi khi cậu ấy thiếu khả năng phòng ngự, nhưng những cầu thủ vĩ đại nhất luôn có khả năng tấn công và che lấp khuyết điểm. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bạn cần đặt sắp xếp cầu thủ xung quanh hỗ trợ Pogba. Nhưng đó là mẫu cầu thủ biết xử lý tình huống, phòng thủ khi tấn công, qua người. Chúng ta đã thấy Pogba có thể ghi bàn và kiến tạo, một cầu thủ tuyệt vời." MU giao cho Ole Gunnar Solskjaer giải quyết hợp đồng Paul Pogba. Bất chấp tương lai tại sân Old Trafford chưa gì rõ ràng, Paul Pogba vẫn thể hiện được đẳng cấp vốn có. Tiền vệ người Pháp hồi sinh mạnh mẽ ở mùa giải năm nay, góp công lớn vào vị trí thứ hai của Man United trên bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, trong bối cảnh hợp đồng với Man United sắp đáo hạn, Pogba vẫn đang chần chừ chưa quyết định tương lai. Nhiều nguồn tin tiết lộ, siêu cò Mino Raiola đang lên kế hoạch tìm kiếm biên độ mới cho Pogba, đó có thể là Juventus hoặc Real Madrid. Dù vậy, tình hình tài chính kiệt quệ khiến cả hai ông lớn kể trên khó lòng kích hoạt bom tấn Pogba trong một sớm một chiều. Ngược lại, Man United luôn tỏ rõ ý định giữ chân Pogba. Tờ Mirror khẳng định, giới chủ Man United đã đưa ra tối hậu thư cho Ole Gunnar Solskjaer trong thương vụ này. Cụ thể, Man United không muốn kéo dài vấn đề tương lai của Pogba tới tận mùa hè năm nay. Do đó, họ đã giao nhiệm vụ cho Solskjaer phải tìm hiểu về quyết định của Pogba trong thời gian sớm nhất. Tất nhiên, họ cũng muốn Solskjaer sớm thuyết phục Pogba ở lại. Ở một diễn biến khác, Bruno Fernandes cũng chưa vội gia hạn hợp đồng vì tiền vệ này đang chờ đợi động thái từ phía Pogba. Odegaard rời đi, nhưng nhà Glazer không từ bỏ MU. Sau màn ly khai thất bại với Super League, ban lãnh đạo MU đang phải trả giá. Nhưng quy kết, trách nhiệm như thế nào vẫn luôn là câu hỏi khó trả lời ở sân Old Trafford, nơi mà dường như chỉ mình Odegaard có trách nhiệm. Odegaard đương nhiên phải trả giá cho hành động của mình. Phó chủ tịch điều hành MU bị bạn thân là chủ tịch UEFA Alexander Kefirin gọi là rắn độc sau màn đâm sau lưng ngoạn mục. Với tư cách là thành viên của Ủy ban Chiến lược UEFA và Hiệp hội Câu lạc bộ châu Âu, Woodward vừa đi họp và cho ý kiến vào kế hoạch cải tổ Champions League, vừa là cầu nối huy động vốn thành lập Super League. Woodward đã xin từ chức, kết thúc 16 năm làm việc ở MU, có hiệu lực từ năm sau. Nhiều thông tin cho rằng việc này nằm trong tính toán của Woodward từ trước khi Super League được công bố, nhưng khi tình hình xấu đi, ông buộc phải công khai để tránh bị lộ ra ngoài. Woodward có tội hay không? Thật khó để nói không, nhưng vào lúc này, vẫn có người cho rằng Woodward chỉ có một cái tâm trong sáng muốn cải tổ bóng đá châu Âu, dù nó có tên là Champions League hay Super League. Woodward vẫn có sự thay đổi, nhưng không phải với thể thức có 15 đội mặc định. Woodward chỉ là bia đỡ đạn cho nhà Glazer, điều này chắc chắn không bao giờ sai. Kefirin căm thù Woodward vì họ từng là bạn thân, nhưng nhắc đến tất cả cùng nhớ, George Glazer mới là phó chủ tịch của Super League, bên cạnh Andrea Agnelli, phụ tá cho chủ tịch Florentino Perez. Nhưng khi chuyện bất thành, chỉ mình Woodward chịu báng. Về phần nhà Glazer, hãy tin nhà họ chẳng mấy quan tâm tới dư luận. Gia đình tài phiệt người Mỹ này từng đạp lên tất cả để mua lại MU vào năm 2005. Chiến dịch vàng xanh rầm rộ của cộng đồng fan MU vào năm 2010 cũng chẳng khiến họ dao động. Trong vài năm trước, khi MU vẫn nợ tới 466 triệu bảng, nhà Glazer vẫn rút ra 23,2 triệu bảng lợi nhuận. Bạn hỏi nhà Glazer có dám không? Họ không những dám mà còn làm trước cả khi đó rồi. Làn sóng giận dữ của fan MU chỉ như cơn sóng thần nhìn từ TV với giới chủ Mỹ. Khác với Woodward, căn hộ của họ không bị fan tấn công bằng pháo sáng vào tháng 1 năm ngoái, đến mức phải chuyển đi nơi khác. Họ cũng hiếm khi nhận phỏng vấn, mà màn xuất hiện mới đây của George Glazer nhân dịp Super League là sự kiện hiếm của năm. Cựu danh thủ Gary Neville đời nhà Glazer phải đi theo Woodward, nhóm fan trung thành của Quỷ Đỏ cũng yêu cầu điều tương tự. Nhưng kể cả có đi ngược lại lịch sử, Glazer cũng dám làm thì đừng mong họ sẽ theo chân bia đỡ đạn của mình.
chỉ cần còn lợi ích, Glazer vẫn sẽ đeo bám MU. Thế nên, đừng kỳ vọng quá nhiều vào một cuộc thanh lọc ở thượng tầng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!